Vậy là mùa giải SEA Games 32 đã chính thức khép lại. Rất nhiều những sự bất ngờ đã diễn ra. Những đội bóng quán quân của mùa giải trước đã không còn là bá chủ của khu vực. Vậy hãy cùng Bóng Rổ TV điểm qua những điểm đáng chú ý của hạng mục 5x5 SEA Games năm nay trong video dưới đây nhé. Đầu tiên, nói qua về đội tuyển Việt Nam. Năm nay đội tuyển Việt Nam của chúng ta không gặp nhiều may mắn khi không đạt được danh hiệu nào tại hạng mục bóng rổ 5 năm cả. Đối với đội Nam, đây là một năm chúng ta không có được những cái tên tốt nhất để tham gia thi đấu. Không có Christian Duzang, không có Chris Decker, Justin Young và Khoa Trần, chúng ta bị thiếu hụt về mặt con người rất nhiều. Việc nhiều cái tên trẻ được đôn lên, cũng như sự trở lại của hai cầu thủ gạo cội đã phản ánh khá rõ về những vấn đề này. Việc phải góp mặt trong một bảng đấu tương đối khó khăn là bảng B với cả nhà đương kim vô địch Indonesia và cả đội bóng xếp hạng 3 ở kỳ SEA Games trước là Thái Lan, việc chúng ta không có đội hình tốt nhất đã khiến các chàng trai cờ đỏ sao vàng phải lỡ hẹn với vòng tranh hạng sau khi để thua cả hai trận trước Thái và Indo với cách biệt khá lớn. Duy nhất, chúng ta chỉ có được chiến thắng trước cái tên còn lại của bảng đấu, cũng là cái tên yếu hơn ở giải đấu năm nay là Lào. Vậy nên, trong cả chặng đường vừa qua, chúng ta chỉ có được một chiến thắng và thậm chí là out khỏi top 4 khi không thể ghi danh mình vào vòng playoffs. Về phía các cô gái, kết quả có phần nào khả quan hơn khi chúng ta có được thứ hạng thứ 4 chung cuộc sau 6 trận đấu vô cùng cam go. Khi chúng ta có được thứ hạng thứ 4 chung cuộc sau 6 trận đấu vô cùng khó khăn và đầy thử thách, trong cả 6 trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta đã có 3 chiến thắng và 3 thất bại. Các cô gái của chúng ta đã xuất sắc chiến thắng Thái Lan, đội bóng chúng ta đã để thua ở SEA Games 31, chủ nhà Campuchia với nhiều những cầu thủ nhập tịch vô cùng hùng hậu và Singapore ở trận đấu cuối cùng để chốt lại mùa giải. Trong 3 trận đấu còn lại, các cô gái chỉ để thua 3 đội bóng xếp ở 3 vị trí cao nhất Đông Nam Á là Indonesia, Philippines và Malaysia. Để đến cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc mùa giải tại vị trí số 4. Tuy không có huy chương nhưng vẫn là một thành tích đáng ghi nhận của đội tuyển nữ Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay. Điểm qua về các đội bóng còn lại, đặc biệt là hai đội bóng xếp hạng cao nhất giải đấu. Đầu tiên là tân hậu của bóng rổ nữ 5 năm, Indonesia. Trong 6 ngày thi đấu vừa qua tại SEA Games 32, hạng mục 5x5, Indonesia đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử là đội bóng giành được tấm huy chương vàng tại bóng rổ nữ, chính thức xoán ngôi của nhà đương kim vô địch Philippines với thành tích bất bại. Trong loạt 6 trận đấu của Indonesia tại SEA Games năm nay, họ đều thể hiện sức mạnh vô cùng vượt trội so với mặt bằng chung của giải đấu. Không chỉ có sự trở lại của cầu thủ nhập tịch Kimberly Pierre-Louis, mà năm nay, Indonesia còn có một sự bổ sung vô cùng chất lượng mang tên Peyton Alexis để tạo ra một cặp thắp đôi cực kỳ uy tín ở phía bên trong bảng rổ. Với sự bổ sung này, Indonesia như hổ mọc thêm cánh, sẵn sàng chinh chiến trên đấu trường SEA Games 32 với mục tiêu đổi màu huy chương sau khi chỉ đạt được hạng Á quân ở mùa giải năm ngoái, chỉ để thua duy nhất trước Philippines tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam. Năm nay thực sự là một năm thành công cho bóng rổ nữ Indonesia với chức vô địch vô cùng xứng đáng. Tiếp theo, ở hạng mục nam, Philippines chính thức trở lại ngôi vương sau một năm đáng buồn ở kỳ SEA Games 31 khi họ lỡ hẹn với ngôi vương vì để thua Indonesia ở trận đấu cuối cùng. Tại mùa giải năm nay, họ bước chân vào giải đấu với một quyết tâm cao độ để tìm lại đỉnh cao của mình. Mặc dù để thua Campuchia ở vòng bảng với một cách biệt khá lớn, song họ vẫn thành công khi đả bại được đương kim vô địch SEA Games 31 Indonesia với màn lội dòng không thể nào kinh khủng hơn ở bán kết. Justin Brownlee đóng vai người hùng với 32 điểm và dẫn đầu đoàn đua trong màn comeback của giải đấu khi thua gần 20 điểm để giành tấm vé cuối cùng vào chung kết. Ở trận chung kết, đây tiếp tục là một trận đấu vô cùng chất lượng đến từ đầu tàu Justin Brownlee. Không chỉ tấn công hay mà anh còn đóng vai trò rất lớn trong phòng ngự cũng như điều phối lưới chơi cho Philippines. Mặc dù Campuchia, đội bóng chủ nhà với một đội hình rất nhiều những cầu thủ chất lượng, có nhiều những pha tỏa sáng cá nhân, song họ vẫn không thể vượt qua được lối chơi của đồng đội của Philippines. Philippines giành chiến thắng và giành lại tấm huy chương vàng với chiến thắng chung cuộc 80-69 trước chủ nhà Campuchia và trở lại ngôi vương sau pha ngã ngựa ê chề ở mùa giải SEA Games 31 tại Việt Nam.